Tao cho anh địa chỉ với. Tao cho anh địa chỉ nhỉ? Khu 4 Hồng Phong thôi. Khu 4 Hồng Phong. Liên Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đây thì Hạnh đúng không? Vâng ạ. Thì hôm nay cơ sở gỗ Tùng Tám đến và bàn giao cho gia đình một em gái rất là xinh tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đây thì có bàn giao gia đình là một chiếc sập ngồi ngũ phúc. Kích thước là 1m6 x 2m. Còn chất liệu gỗ thì hôm nay tôi có quay lại một cái video clip làm kỷ niệm với gia đình. Đây cũng như là vừa lắp đặt là bàn giao vào không gian phòng thờ như đây. Phòng thờ rất đẹp đây. Bá là chắc là mẹ đúng không ạ? Vâng, vâng. Thế nhà, bác Bá là tên là gì nữa nhỉ? Nhà Hùng Lan. Hùng Lan. Hùng Lan khu 4 Hồng Phong, Liên Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Vâng, đây là mẹ của bé Hạnh đây. Thì hôm trước thì là cũng Hạnh đã lên là ký duyệt cái phần mộc của sản phẩm rồi. Thì hôm nay là bàn giao gia đình thì tiếp tục tôi lại quay lại cái một vài hình ảnh làm kỷ niệm với gia đình. Còn quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Thì tôi sẽ lướt qua một vài cái góc máy nhé. Hình ảnh chi tiết. Cái dạ sập này là dạ sập đục ngũ phụ và có kích thước là dày 10 phân, toàn bộ là đục chạm thủ công bằng tay. Hàng thủ công đục chạm bằng tay và rất là sắc nét đây. Đây, hôm nay đã sơn bóng rồi, view mặt này có kích thước là 1m6 x 2m đây. Thế là vừa vàn luôn không gian nhà rồi. Bên trên này là có bộ đồ thờ, cũng có sập thờ Mai Điểu và cuốn thư câu đối thôi. Sơn đẹp. Đây, này. Đây hình ảnh chủ nhà cũng như là cái Hạnh này thì cho anh xin luôn cái ý kiến nhé về cảm nhận về sản phẩm này, cũng như là em biết xưởng ở đâu này, cũng như là hôm lên xem ký mộc rồi thì hôm nay bàn giao thì có ưng ý hài lòng không hay là có nhận xét gì thì cho anh xin ý kiến luôn nhé. Vâng ạ, rất là đẹp anh ạ, ưng ý. Rồi, vâng. Ok. Rất là tuyệt vời luôn, ở ngoài nói chung là đẹp hơn cả mong đợi. Được không? Vâng. Ok, anh cảm ơn nhé. Vâng. Nhưng chúc gia đình là hôm nay là ngày 27 Tết thôi, thì chúc gia đình năm mới là đón năm mới thật nhiều sức khỏe và may mắn nhé. Vâng. Đây mọi người nhé, quý vị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng ở đồ gỗ Tùng Tám nhé, có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại là 0987 510086, website đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người.